Chào mừng các bạn đã quay trở lại bản tin sức khỏe. Các bạn nghe rõ, đổ tỏi và lọ giấm rồi ngâm theo cách này, bạn đã có thần dược chữa bách bệnh. Ai không biết quá đáng tiếc. Ngâm tỏi cùng với thứ rẻ bèo này, sau 7 ngày sẽ giúp cơ thể chống ung thư, giảm huyết áp, giúp xương chắc khỏe hơn. Tỏi có vị hăng và cay cho nên khá khó ăn. Do đó cách ngâm tỏi trong giấm sẽ làm giảm bớt vị cay lồng của củ tỏi, trở thành món gia vị ăn cùng bún phở sẽ ngon miệng hơn. Đồng thời môi trường axit của giấm cũng sẽ kích thích các thành phần dược lý của tỏi, khiến tỏi trở nên bổ dưỡng hơn và dễ hấp thụ hơn. Tất cả chúng ta đều biết rằng thói quen ăn tỏi mỗi ngày sẽ đem lại nhiều tác dụng đối với cơ thể. Tuy nhiên không phải ai cũng biết, giấm kết hợp với tỏi sẽ đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn và gia đình. Trong y học cổ truyền, tỏi có vị cay, tính ấm, có tác dụng hành khí, trệ, làm ấm tỳ vị, giải độc và sát trùng. Tỏi là một loại kháng sinh tự nhiên, nó có khả năng chữa được một số căn bệnh nhiễm trùng và một số bệnh nghiêm trọng mới chớm. Đều đặn sử dụng tỏi ngâm giấm, cơ thể sẽ có 6 thay đổi lớn sau đây. Thứ nhất, tăng cảm giác thèm ăn, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thụ. Giấm trắng rất giàu axit hữu cơ, ăn thường xuyên có thể thúc đẩy cảm giác thèm ăn và giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn. Hơn nữa, tỏi còn chứa một lượng acetylin có tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu và tăng cường hoạt động của vitamin, từ đó ngăn ngừa xơ cứng động mạch, có tác dụng rất tích cực đối với sức khỏe tim mạch và mạch máu não. Thứ hai, ngăn ngừa sự xuất hiện của các khối u đường tiêu hóa. Chất allicin có trong tỏi được nghiên cứu rằng có tác dụng tích cực trong việc ức chế sự sinh sôi của tế bào ung thư dạ dày, có tác dụng diệt khuẩn rất tốt. Thứ ba, tăng cường sức khỏe xương khớp. Một nghiên cứu ở phụ nữ mãn kinh cho thấy chỉ cần sử dụng khoảng 2 gram tỏi mỗi ngày sẽ làm giảm đáng kể dấu hiệu thiếu hụt estrogen. Từ đó có thể khẳng định việc bổ sung này rất có lợi cho sức khỏe xương ở phụ nữ. Ngoài ra, thực phẩm như tỏi và hành tây cũng có thể có tác dụng tốt đối với viêm xương khớp. Thứ tư, giải độc kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Thói quen ăn tỏi ngâm giấm mỗi ngày sẽ giúp các hợp chất lưu huỳnh có trong tỏi bảo vệ nội tạng khỏi những tổn thương và thải kim loại nặng. Một nghiên cứu kéo dài 4 tuần được thực hiện từ các nhân viên của nhà máy xe hơi tiếp xúc quá nhiều với chì cho thấy tỏi làm giảm nồng độ chì trong máu tới 19%. Nó cũng làm giảm nhiều dấu hiệu lâm sàng về độc tính bao gồm đau đầu và huyết áp. Thứ năm, giảm huyết áp. Các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ là hung thủ giết người lớn nhất thế giới. Trong đó, bệnh huyết áp cao là một trong những tác nhân chính. Nếu như bạn đều đặn ăn tỏi, ngâm giấm mỗi ngày thì sẽ có tác dụng ổn định huyết áp. Nghiên cứu cho thấy chất polysulfide và các phân tử lưu huỳnh trong tỏi có tác dụng làm giãn cơ trơn, kích thích sản xuất các tế bào nội mạc và giãn mạch máu, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả. Người cao huyết áp cũng thường được khuyên lên ăn vài tép tỏi mỗi sáng để hạ huyết áp. Chống lại bệnh cảm lạnh, đều đặn ăn tỏi ngâm giấm mỗi ngày sẽ giúp bạn tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch. Một nghiên cứu lớn kéo dài 12 tuần đã chứng minh rằng việc bổ sung tỏi hàng ngày giúp bạn giảm 63% khả năng bị cảm lạnh so với việc sử dụng các loại giả dược. Lưu ý khi ăn tỏi ngâm giấm. Tỏi ngâm giấm rất tốt nhưng khi ăn nên lưu ý hai điều quan trọng sau đây. Thứ nhất, liều lượng sử dụng tỏi ngâm giấm mỗi ngày. Tỏi ngâm giấm tuy tốt nhưng không nên dùng quá nhiều, tránh gây ra gánh nặng cho cơ thể. Người khỏe mạnh không nên dùng quá 3 tép tỏi trắng ngâm giấm mỗi ngày. Cách tốt nhất là thái lát mỏng để 10 đến 15 phút rồi mới bắt đầu thưởng thức. Thứ hai, đối tượng không nên ăn tỏi ngâm giấm. Những người mắc các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, tỏi sống rất dễ gây kích thích đường ruột, ăn ít có thể thúc đẩy tiêu hóa. Nhưng nếu bạn mắc các bệnh về đường tiêu hóa như viêm ruột, tiêu chảy và các vấn đề khác, nếu ăn tỏi sẽ gây kích thích mạnh và sẽ làm liên mạc ruột sung huyết phù lề nặng hơn. Người mắc bệnh về mắt, nếu lạm dụng tiêu thụ quá nhiều tỏi có thể khiến bạn bị tổn thương ở vùng mắt rất nặng. Ngoài ra, những bệnh nhân bị viêm kết nạc đục thủy tinh thể, không nên ăn tỏi nhiều vì sẽ khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng. Tiếp theo, người đang đói, nếu bạn ăn tỏi ngâm giấm khi đói, bạn sẽ khiến bụng cồn cào, kích thích ruột dạ dày dẫn đến đau dạ dày, viêm dạ dày cấp tính. Các bạn nghe rõ, đổ tỏi vào lọ giấm rồi ngâm theo cách này, bạn đã có thần dược chữa bách bệnh, không ai không biết, quá đáng tiếc. Giống như người Việt Nam có dưa hành, củ kiệu,
Người Trung Quốc gọi loại tỏi này là tỏi lạp bát. Bởi theo tập tục của người Bắc Kinh, cứ gần giáp Tết ngày mùng 8 tháng Chạp âm thì người ta sẽ bắt đầu chuẩn bị loại tỏi này. Tỏi lạp bát có màu xanh ngọc bích từ xa xưa đã được các thầy thuốc đông y tin dùng. Theo bản thảo dược cương mục có lưu lại rằng tỏi vào thái dương giúp dương minh, khí huyết mạnh mẽ, lăng thông ngũ tạng, trị chứng buồn nôn, tiêu sưng, trị táo bón. Đây cũng là công dụng thần kỳ của nó, chính vì vậy mà không có gì là ngạc nhiên khi người ta đưa nó lên bàn ăn. Củ tỏi không những là gia vị mà còn là thuốc quý, tuy nhiên tỏi không phải là thứ thuốc vạn năng. Thứ nhất, một số vấn đề cần lưu ý khi dùng tỏi. Sách bản thảo cương mục của Lý Thời Chân viết: ăn tỏi lâu ngày làm thương gan và hại mắt. Những người gan yếu và cận thị nên thận trọng khi dùng tỏi. Sách Đông y còn viết ăn tỏi trường kỳ đến 50 tuổi, con ngươi mắt sẽ bị đục, thị lực giảm, tai ù, đầu lặng chân nhẹ. Tỏi tính ô nhiệt, những người âm như hòa vượng bị các chứng miệng và lưỡi không nên dùng. Đối với người khỏe mạnh, tỏi là thứ thuốc phòng bệnh rất tốt. Tuy nhiên, những người bị viêm dạ dày và hành tá tràng, viêm ruột, viêm thận, viêm gan phải cẩn thận khi dùng. Không nên ăn nhiều tỏi lúc đói bụng hoặc có những trường hợp không nên sử dụng tỏi. Khi dùng nhiều tỏi, dạ dày bị kích thích mạnh có thể gây ra viêm cấp tính. Tỏi có một hạn chế, đó là ăn tỏi xong mùi tỏi lưu lại làm nhiều người khó chịu. Muốn khử mùi, chỉ cần bỏ vài búp chè hoặc một lát đương quy vào miệng nhai, cũng có thể uống vài ngụm nước trà, ăn vài quả đại táo, táo tàu, mùi hôi sẽ giảm đi hoặc hết hẳn. Khi dùng nhiều tỏi, dạ dày bị kích thích mạnh có thể gây ra viêm cấp tính. Bài thuốc phòng bệnh từ củ tỏi. Phòng cảm mạo, giã tỏi vắt lấy nước cốt, pha thêm nước tỷ lệ 1 trên 10. Tối trước khi đi ngủ, rõ vài giọt vào mũi. Thứ hai, chữa cảm cúm, ngạt mũi, nhức đầu, sốt, sợ lạnh. Tỏi, hành và gừng, ba thứ lượng bằng nhau, sắc uống, cho ra mồ hôi. Chữa ho gà, lấy 30 gram tỏi, loại vỏ tía càng tốt, giã lát, thêm nước đun sôi để nguội 200 ml, ngâm trong vài giờ rồi gạn lấy nước, thêm chút đường. Trẻ dưới 3 tuổi mỗi lần uống 1 phần 2 thìa cà phê, trẻ trên 3 tuổi mỗi lần uống 1 thìa, ngày uống 3 lần. Cũng có thể lấy một củ tỏi vỏ tía bóc vỏ, cắt nhỏ, vỏ quýt một cái, xé nhỏ thêm 200 ml nước, sắc kỹ thêm chút đường uống ngày 2 đến 3 lần. Tỏi tía không những là gia vị mà còn là vị thuốc phòng chữa bệnh cực kỳ hiệu quả. Hỗ trợ chữa viêm khí quản mãn tính, ho lâu ngày, tăng huyết áp. Thuốc dùng ngoài chữa chảy máu cam và rất nhiều căn bệnh khác. Cuối cùng, các bạn nên thường xuyên ăn tỏi nhưng tuyệt đối không nên dùng quá nhiều lượng tỏi. Chúc các bạn và gia đình giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc nhé!